This is a Mexican ice cream shop. But what is she making? You know what you order? Let me see how she makes it. She put lettuce in, tomatoes in. There you go, guys. Oh, onion. There you go. There's some avocado. This is a Mexican ice cream shop, but they're making some kind of a dish here, guys. It has cabbage. There you go. Now I'm excited what it tastes like. I bet it'd be good. Wow, look at that. Now she's putting cheese. Look at that. She's putting cheese on, Sophia. Wow. That look good, Sophia? You want to try that? That looks like mango. Doesn't that look good, you guys? I want to try that mango dish right there. Wow. You want to try it? Or you want ice cream? Yeah, we'll try it. Yeah, this is the first time that we're here. Guys, thank you for watching my channel, YouTube channel. This is Dragon Nguyen, and you're watching Surprise with Sophia. Yeah, hold on, go take a look. Today's my day off, guys. It's Monday, so I'm taking Sophia to, this is a Mexican ice cream shop. They have all sorts of chips here that you guys can pick. Cái này là chip nè anh em. Rồi cái này snack ở nước Mỹ nè. Nó đủ thiết Hoa Kỳ nè anh em. Cái này ăn vừa cay và vừa chua nè. Mấy đứa cháu mình thích ăn đó nè. Ok. Đủ thứ loại chip và snack. No, we're gonna get some ice cream. We're gonna get some ice cream, ok? I need just make a little video. It's spicy and it's sour and spicy. Yeah, and Carden likes spicy. Yeah, Carden loves spicy. Yeah, I know. Maybe we should get him one, okay? Hey, Carden, huh? You leave it in. We'll get it in a little bit, okay? Nè, anh em, trong đây cái tiệm kia nó có bán đủ thứ đồ ăn nãy, đi cà rem, kem, bán nước, đồ cho anh em thấy không? Sau lưng là đồ ăn nãy hết trơn, thấy không? À, TV này nó nói tiếng Mỹ ở trên này. Này cái này là kẹo Mỹ nè, cái đó thì tí kẹo Mỹ, cái này nước, cái này hộp hộp bí nè anh em. Ở đây nó bán 2 đồng 49, thấy không? Đồ này là đồ ăn Mỹ, đồ đẹo kẹo Mỹ ở trên. Sophia loves this one right here, right? Those are toys that has candy in it. You want one of those? Hold on. What is that? Oh, alligator. Wow. An alligator. A monkey. Which one you want? Which one you want? Monkey or alligator? Which one you want? Pick one. Pick one, Sophia. Which one? You can only get one. Which one you want? The monkey or the... I don't know. You tell me. Which one do you want? This one's my favorite. I like the monkey, the alligator. Which one you want? The monkey or the alligator? They can fight like this. Yeah, that's what the monkey do. Yeah, the monkey sticks his hand out and fights you. The alligator will bite you. No, the alligator has something. Yeah, which one do you want? Here. Which one do you want? Let's go. Which one do you want? You have to pick one. You can't have two. Why don't you get the monkey one, okay? Monkey one. Do you want the alligator?
You want an alligator? Okay. Take a picture. Hold on. You know what I'm craving for? I saw this picture, guys. And look at that. Look. She's giving me a little try. Sophia, try this. Little drink. This one has kind of like milky, but it has fruit in it. Strawberry and very good. That's good. Get me one. Yeah. See. Good. Yeah, they have chips over there. They have all kind of ice cream here, guys. Look at all this kind of. You want to see it? Have all kind of drink here, guys. There's my drink right there. Wow. Okay. Muchas gracias. Yeah. I need the chips. Oh, look at all that kind of drink down there, guys. Anh em coi cái này nè. Look, you like kem. Sophia, hold on. Kem nó bán đủ thứ nè anh em. Thấy không? Có kem đủ thứ loại chuối, mãng cầu ở đây cũng có chuối rồi thấy không? Đó, cái đó là thơm, kem thơm, strawberry, dâu, rồi kiwi. Cho anh em coi nè. Đó, cái này kiwi với trái dâu Đà Lạt bỏ trong đó đó. Hay là plain cũng được nữa thấy không? Đó này cho anh em coi lần đầu tiên mình mới tới chỗ này cho nên mình cũng hay lúa chút xíu. Đây này kem này móc nè. See, yeah. Very good, very good. Bà đã chỉ ra anh em. Wow, yeah. I see. Wow, very good. Đó, cho anh em coi trong đây đó. Lần đầu tiên cho mình uống cái nước này và hưởng thụ chút xíu. Đúng không? Cho anh em coi trước. Đó. Kem nè. Làm đủ thứ. Cái này là nước Mỹ nha, cái này là krem người Mỹ nha. À, đó, đủ loại kem nè. You see all kind of ice cream, Sophia? You see all kind of ice cream, right? Yeah, and I found and all the stuff above there, that's what they use. Wow. Very good. Okay, anh em ơi. Cái này là mới order cái ly nước. Nước này như là nước kem, phía giữa nó có kem và nó có đủ trái cây nha. Trái wood. Có trái bơm ở trong đây, có trái kiwi trong đây là cái trái mà giống cái trái xanh xanh, cái kiwi tiếng mình mới chút tiếng Việt mà nó có đủ thứ trái cây nó xay trong đây nè, thấy không? Nó xay trong đây và sữa. Và nó có đậu phộng trong đây nữa. Nó xay rồi nó bỏ trên hết nè. Thấy không? Cái này là như là sữa sữa ngọt ngọt mà có trái cây nhiều trong đây lắm, rất là ngon. There's candy over there. Candy in here. Yeah, there's candy in there. I thought you said you want the monkey, but instead you want the alligator, huh? Uh-huh. You always want candy. Đi đâu có Sophia cũng như Sophia cũng có lựa kẹo với cho nó cái gì cũng ngọt. You want a taste? You want a taste one of this? A little bit? Remember what doctor said. Try it. Is it good? Good? You don't like it, but daddy likes it. No, it's good. It's milk. Whipped fruit in the middle. That's apples, orange, kiwi. Here's the green one is the kiwi, see? I don't really like kiwi. Quay cho mấy em coi nè. Bây giờ chắc chưa tháng chắc chưa
thứ hai có chuyện gì vậy? Hai ra cần đi chơi với tụi bia mọi cái quán này là gọi là Mexicana Traditional Natural Homemade Ice Cream là rem là tại chỗ đây không có dùng không có mua chỗ khác nó tự làm luôn cho nên bạn chủ là chỗ này tự làm luôn bán đủ thứ loại kem hết trơn á mình quay hồi nãy cho anh em coi rồi đó thấy không kem có chip có đồ ăn ở đây luôn đồ ăn để đây Dragon chưa biết mấy cho nên không coi rồi thấy không ok Sophia hold on daddy open for you ok Sophia hiện bây giờ muốn ăn Doritos là chip nè this one tastes different because that's the flavor của Việt. Cú này nó vừa mát có trái cây trong đây nó vừa ngọt ngọt sữa. Nó là sữa dâu Đà Lạt mà nó bỏ đủ thứ trái dâu và trái bơm trong đây nó xay bỏ trong đây nè anh em. Uống vô là vừa uống mà vừa nó có cái trái cây trong đây. Nhìn rất là ngon. That's the same size medium or size large? Don't mind me, guys. Oh, you're okay. Can I get it in the cone though? That's a different size, isn't it? Cái này là hôm nay ông mua kem dâu đó anh em. Cái strawberry là kem dâu. You guys eaten here before? Yeah, my first time too. Better, you know, we looked up like the high end ones. Yeah. We went over there, you know, downtown, and it didn't really have much to offer. This one's got more to offer. Okay, yo, what is the orange one? Is that orange? That's eggnog. Eggnog. And that's strawberry. Oh, that's really good. That looks good. Thank you. The eggnog and the coffee one. Okay. Cô này cô order cái này là nó order cái eggnog với cái strawberry là đặc dâu Đà Lạt. Còn nhỏ này là eggnog với cái cà phê. Cho anh em coi. Ngon ha, thấy ngon ha. Đó, eggnog. You guys want to see this video? You guys can get on YouTube. I'm a YouTuber, so. Okay. Say what? What's your YouTube channel? Surprise with Sophia. Surprise with Sophia. With Sophia. That's her. Her name is Sophia. So. Okay. It's my first time here too. So. We're sharing a moment together. There you go. That's coffee, you guys. That's coffee ice cream. Game cafe, that name. Right in Florida here, it is hot weather all the time, so ice cream is perfect for any occasion, guys, you know. Is it good, guys? Good. Good? Okay, awesome. Don't run into me, Sophia. Yeah, there are so much. I gotta try that next time. Anh này nó nói, thằng này nó nói cà đem cà phê này là ngon nhất. Từ đó giờ nó ăn nhiều chỗ rồi mà nó nói chỗ này là ngon nhất.
mình đầu tiên mình lại cho nên mình đâu có biết nhiều đâu mà lần sau lại nữa. Mà Dragon muốn order cái này là cái next one order cái này là Alote. Alote là bắp đó anh em. Này là Dragon order cái bắp đó cái này. C. Bơ đó anh em. Bơ đó. Bơ cái này là bắp nè, bắp ba nấu nè. Và lấy ra bắp nè. Đó, bắp vỏ vô. This is the Alote guys. This is what Sophia, Tiffany, my wife and I like the most. That's corn right there. And then she's gonna put some cheese. Oh, si. Si. Porquito. Ah, đó chanh đó, nặng lên rồi đó. Rồi trộn. Có thể bỏ ớt vào trong đó. No. Muchas gracias. Đó, cái đó là ăn ngon lắm anh em ơi. Đó, si. Muchas gracias. Oh, Sophia, this is your favorite, honey. This is your favorite. We eat it all the time. Remember cheese and corn? Yeah? All right. Remember, guys, hold on. Remember, guys, this is corn right here. See, corn and cheese and then mayo underneath. This is delicious. Sometimes they add chili on here. Chili, which is pepper. Likes of pepper, but I'm eating with Sophia, so I don't mix that in. But basically, you just mix it all up, and it tastes. She loves it. Here, you want to try one? I think I saw. This is what it is, right, guys? Cái này là bắp như bơ dưới bơ nhuyễn á, nó bỏ dưới rồi mấy cái miếng bơ nó để trên đây nè, là ngon nhất nè đó. Ha. Đó cho anh em xem nè, thấy không? Cái gì nè? Guys, look at my ice cream. Dạ. Với lại nó bỏ chút xíu chanh vô trong, dắt chanh xíu canh chanh nữa. Sang rồi sang. Sang rin. Ly. Qua bên đây là anh cho em ăn cái này. Ăn này ngon lắm. Nó vừa béo. Bắp luộc lên. Bỏ bơ. Và bỏ bơ cục á, bỏ vô ăn rất là ngon, rất là béo. Hold on, I get it for you. Sophia, I wanna try it now. Here. Good, good. Yeah. What? It's good. Eat it. It's not hot. It's not hot. It's good. It's, she didn't put any pepper in it. Bà xã của mình thích ăn rồi lắm. Trộn lên. Thấy không? Trộn lên. Trộn lên đây nha. Giống gì nè, thấy không? Thấy không? Có hai loại bơ ở đây. Nhiều khi nó bỏ ớt trong đây nè anh em. Dễ. Một cái Ngọc Ly này nè. Nó bán 5 đồng. This one they charge here $5. Guys, basically you say the name of this is called elote, which is corn and cheese. Okay, want to try one more, Sophia? Yeah. Feed myself. Yeah, feed yourself. Come over here. Sophia's a big girl. She want to feed herself. Eat it. I know you like it. Can I eat it? Are you looking at me? I'm not looking at you. Ooh, yeah. Is it good? Good, good, good. Okay. Okay, yeah. Mấy anh em nói ăn cái này. Dạ, uống cái này đã luôn. Cái này uống nước sữa, dầu. Rin ơi, Ly ơi, má ơi, ta ơi, Thái ơi, mấy đứa ở đây, anh dẫn mấy đứa ăn cái này phê luôn. Đồ ăn mễ công nhận nó béo thiệt mà nó ngon lắm, thấy không? Đâu phải mỗi ngày mình ăn được một lần, mỗi ngày mình ăn mỗi ngày đâu.
lâu lâu anh mới đi ăn, dẫn Sophia ăn vậy này thôi, chứ đâu có ăn mỗi ngày về mặt lắm á. Ăn cái này với cái bơ nè anh em, sao chịu nổi được, lâu lâu ăn mới ăn thôi. Mà mấy tuần mấy nó ăn đồ mấy cũng ngon lắm. Nếu mình ăn mấy lần quen rồi từ ngon ngon. Anh em thấy không, bắp bơ gỡ mới gớt kìa. Chùa chút xíu đem được cho bà xã ăn cái. Bà xã mình thích ăn lắm. This corn and cheese is the best, guys. You guys come to this place. Border of Bradenton and Sarasota is called La Mexicana. Traditional natural. Real good. Try it. They have a lot more dish that I haven't had it yet, but I'll definitely could be back, guys. Anyway, thank you so much for watching this video, guys, and don't forget to subscribe, where you guys can see me eat more of this type of food and more of surprise with Sophia too. Okay, thank you for watching, guys. Thank you for watching, and I will see you guys in my next video. Okay.